Hello mọi người, xin chào. Xin mời các bạn cái đèn cho. Chó. Ok, hôm nay em hướng dẫn mọi người cách đắp bột màu nha mọi người. Đây. Ok, hôm nay em đắp bột của em đi nha. Đây, xin chào. Hôm nay em đắp cái màu đỏ, màu đậm nha. Đây, số em đắp cò số 16. Ok, có ai rảnh vô 8 nha, vô 8 nha mà. Ok, bây giờ mình đắp bột màu nha, đơn giản thôi. Mọi người thấy rõ không vậy mọi người? Ok, ok, bây giờ em bỏ hôm nay thứ ba này mình vắn tiệm vắn nail vắn nha. Ok, bỏ pháp mờ đây. Thường em đắp cái màu đậm là em phải bỏ cái tí xíu bột li luôn để cho nó không có bám vô cái là cái móng thiệt của họ ha. Đây, rồi em đắp cỏ số 16, đây cái cỏ của em. À. Đây cái cỏ đó. Cỏ này cỏ cái lông dày nha mọi người. Nên là đắp dễ đắp hơn. Đây, thì mọi người thấy không? Cái khúc này nó bị hơi hẩm nè, thì mình tí xíu mình cho tí xíu bột lia đây. Tí xíu một đi ha. Lâu quá em không có like nha mọi người. Đây. Rồi mình có tí xíu một đi đây luôn, tiếp tục bên đây ha. Rồi, mình bỏ tí xíu bột bia đây, khúc đây. Tại vì cái móng này nó bị hẩm á mọi người, nên mình muốn tạo cái airbag nail á. Nên là mình cho tí xíu bột bia thôi. Rồi, tay này nó cũng hơi bị dầu mà. Đó. Rồi, cho tí xíu đây. Rồi, mình bỏ cái primer đây ha. Ai rảnh vô 8 đi mọi người ơi. Chào chị Stephanie, chào bà chủ. Chào Helen Nguyễn. Chào chị Tiền Nguyễn. Chào anh Dũng Sài Thành, Lê Võ Ngọc. Rồi, mình bỏ tí xíu đi ha. Tí xíu bột đây. Tại vì cái tay này nó hơi bị dầu á. Mình bỏ giúp cho nó không có bị hở móng. Rồi. Hello mọi người nha. Đó. Cho cái xíu bột đi. Xin chào chị Hương Nguyễn. Chưa ăn sáng luôn chị Hương Nguyễn ơi. Hay là nắng gì chưa? Chào chị Lan Anh. Chào chị Ngân Phan ha.
Đó, em tí xíu cho tí xíu ly lên ha. Rồi, bây giờ bên tay bên đây. Rồi, thì anh chị thấy nó bị hơi hẩm đây nè. Nè, cái móng nó bị đây nè ha. Nên là mình cho tí xíu bột ly lên để giúp cho cái móng nó không có bị hở nè, nó không, vừa tạo cái ebet nail này. Hello anh, hello master. Anh ghẹo hoài, ai làm lại, em làm basic thôi mà anh. Đó. Lâu lắm rồi em mới làm được lại cái móng xếp này nha, cái móng này lâu lắm rồi. Đó, tí xíu bột lia ha, để lúc mà mình tháo bột ra nó cũng dễ nè. Mọi người thấy không, cái móng này nó bị ăn hết luôn nè. Nè, cái móng này khách nó phiêu hết, nên là em phải cắt bỏ hết nè. Rồi em phải bỏ cái bụi tí xíu bột lia mới dán móng nè. Thì bây giờ mình bỏ tí xíu bột lia lên để cho cái bột màu đậm nó không có bám vô. Hello thầy John, tối qua nhậu à? Đó, nè, đắp cái cọ số của thầy John đây. Đó. Chia sẻ rồi nha anh, thank you John ơi. Thì mình có cái lớp tới tháng 6 nha mọi người, mình với lại thầy John. Thì cái lớp dạy căn bản giúp cho mọi người mới bắt đầu biết, chưa biết gì về bột hết, thì mình sẽ giúp cho mọi người dễ. Đây, đó, cái cọ ha, cái cọ của hãng của John nè, của thầy John ha. Thì cái phơm cái cọ rất là đẹp. Đó. Rồi đây nè, cọ mình nè, số 16. Mà John ơi, gửi cho mình thêm chút đỉnh đi. Đây. Đó. Cái cọ này cũng hết một năm rồi, cũng gần một năm rồi, cũng hơi bị xuống rồi đó. Hello anh Huy Bùi. Hello anh, hôm giờ sao rồi anh ơi? Ok hả anh? Thì mình làm tới đâu nha, mình bỏ cái pha mờ tới đó nha. Tại vì em làm cái móng dài á, nhiều khi mình tới đâu mình bỏ pha mờ dập những tay khách á, dầu á. Rồi, mình bỏ xíu đây. Thì em có cái lớp tháng 5, tháng 6 với lại thầy John ha. Lớp học gồm có 3 ngày. Rồi. Rồi. Thì bây giờ mình trước tiên á, mình cho tí xíu nước đây. Thường cái móng này là em đi 2 cục nha mọi người. Đó. 1. Đó, thì mình để lên đây, lúc nào mình cũng để lên trên đây, mình để khoảng để khúc đây ha, mình kéo mỏng xuống rồi mình ép bột vô nè, rồi mình ép bột hai bên hông vô đó. Đó, mình đưa bột xuống khúc này ha. Đó, các anh chị đừng có sợ, cứ đưa bột xuống khúc này nó không sao đâu. Rồi bắt đầu mình chùi cái cọ nè, rồi mình đập hai bên hông, mình ép bột vô nè. Đó, mình ép hai bên hông vô. Thì lúc này cái bột nó rất là dẻo, mình không có phải cần vuốt nhiều đó. Đó, mình ép vô ha. Lâu lắm rồi em mới like lại đó. Mệt mỏi lắm. Đó, rồi thì mình giữ đây ha. Đó, khúc này là bột nó đã dẻo rồi, thì mình bắt đầu mới vuốt. Đó, lâu lắm em mới làm cái móng này. Rồi tới đây mình cắt cục bột. Đó, ép vô.
khách nó thích nha, thích cái đó. Rồi thầy nhiệt huyết quá, cảm ơn chú Tùng. Hi Kitty, hai anh Quốc Đạt, hello mọi người nha. Rồi thì mình tiếp tục ha. Rồi mình giờ mình vuốt nè, mình cho tí xíu bột relay. Rồi bây giờ mình đi cục thứ hai nha mọi người. Đó. Cái màu này nó rất bột, này rất là dẻo, mọi người có ai cần thì liên hệ em. Đó, mình để qua đây ha. Rồi mình để đây. Mình đẩy bột lên ha, ép bột lên. Đó. Mình tán bột, mình giữ bột lại. Giữ bột lại, từ từ mình bắt đầu mình vuốt ha. Rồi mình vuốt hai bên hông là vô. Ép sát vô bột vô. Lâu lá không có lai nên nó còn hơi lúng túng nha. Rồi bây giờ mình chùi liên hai bên hông vô. Còn hơi rung nha cả nhà, sáng chưa có cà phê cà pháo gì hết. Lê Trần Quang Minh, hello chị Minh. Đó. Mình nhớ đắp cái màu đỏ này làm sao đừng có cho nó dơ cái tay của khách nha mọi người, chút xíu. Rồi bây giờ tí xíu này mình cho tí xíu bột cho cuticle thêm nữa nha. Cái cọ này đắp rất là đẹp. Đó, mình chậm nó. Rồi. Mình có đưa bột ra hai bên hông, có bột đầy đủ hết chưa? Tại vì cái màu đỏ này mọi người, mình phải đưa bột ra mới không là mình vũ nó sẽ bay đi màu. Đó. Vuốt bên đây. Đó. Rồi thì mọi người thấy khúc này nó bị hơi bị hầm chút xíu, nó hơi bị thiếu bột thì mình cho tí xíu bột anh ha. Đó. Màu này là rất là cực kỳ khó đắp, có cần ship cà phê đến cần anh Huy ơi. Đó, mình vuốt lên. Rồi. Thì móng này nó đã liền lại rồi ha. Có cần ship. Hello Nguyễn Thi. Rồi bây giờ đi tục cục thứ hai nha. Mọi người ơi cho em cái xe đi mọi người ơi. Mình ép bột vô. Đó, bột này rất là dẻo luôn. Đó, mình ém đưa bột xuống nè. Đó, mình tán bột xuống, đó mình đưa bột rồi, đó rồi thì tới đây khúc đây mình giữ lại, rồi mình chùi cái cọ ha, rồi mình ém bột vô hai bên hông vô, đó, rồi mình vuốt xuống giữ lại, đừng có vuốt liền nha mọi người, tại vì cái bột màu đỏ nó dễ bị chảy. Đó, mình vuốt. Tại vì cái cô khách này nó không có muốn dày nha cả nhà, muốn mỏng mỏng thôi. Đó. Rồi mình vuốt xuống. Đó. Mình vuốt xuống rồi thì tới đây mình cắt cục bột ha. Rồi tới đây mình cắt cái cục bột đây nhẹ nhàng thôi thì mình móc cục bột ra. Đó. Đó, rồi thì nó ra thành cái shape luôn. Mình cố gắng mình ráng giữ cái shape luôn. Đó.
Đó, rồi mình vuốt ha. Rồi thì mình tiếp tục. Hello Khôi Phạm. Hello, hello chị Lê Nguyễn. Rồi. Rồi mình để cục bột đây. Mình ép bột vô nè. Mình ép bột vô nè, đẩy bột lên. Nhớ đẩy bột dày lên chút xíu nha. Tại vì mình vũa nó không có bị bay bột á. Đó, mình coi. Đó. Đó. Rồi mình vuốt luôn. Rồi bắt đầu là mình ép hai bên hông vô. Đó, mình đập cubicle ha. Đó, mình ém vô. Mở nước giùm cho mọi người cho. Rồi, ém sát vô. Hello Phan Anh, hello em. Good morning em ơi, good morning, hello. Rồi. Rồi bây giờ mình đi cái cục. Rồi, mình để ở ngoài hoặc 3 giây đến 4 giây nha, cho nó chín cục bột ha. Rồi sau mình để trên đây ha. Đó, mình kéo xuống, đưa đây. Ém bột vô nè, cả nhà thấy mình ém bột vô. Đó, mọi người thấy không? Đưa bột xuống nhẹ nhàng thôi. Bột rất là dẻo nha. Đó. Rồi sau đó mình đập nè, nhẹ thôi. Rồi mình ép bột vô chính giữa nha. Để im nằm nó, bột nằm đó nha. Đừng cố gắng mình giữ bột nó. Khúc này nó ướt quá, mình giữ nó. Hello mọi người nha. Hello. Đó, rồi mình đưa bột xuống. Đó, mình nhớ mình ép nè, hai bên hông nè, hai cái ngón này là lúc nào mình cũng điều chỉnh vô. Đó, mình đưa bột xuống và bên đây ép vô. Đây chị vũ cái sáp rồi, rồi em tự xôi. Ừ. Đó, ép bột vô rồi. Thì mình cắt cái cục bột. Lâu lắm rồi em mới like lại nha mọi người ơi. Bận quá. Rồi. Hello Hoàng Minh Thông. Hello Peter Nguyễn. Hello anh John. Đó. Đó, mình giữ nhiệt rồi ha. Rồi. Thì mình nhớ cố gắng là hai bên hông đây nè, mình đừng có đưa bột ra nha. Đó, tại vì cục thứ hai nữa là mình để lên thì mình vuốt xuống luôn. Đó. Đẹp quá thầy ơi, trời ơi, anh cứ chiêu em nữa. Lâu rồi mới thấy like nha. Dạ lâu rồi anh ơi. Lâu rồi mới like lại tại vì lạnh. Bây giờ mùa vắng quá anh mình mới like nè. Rồi bây giờ mình để cục lên ha. Đó, mình ép bột vô nè, mình ép bột, đẩy bột lên nè, mình dùng lấy cái mũi mình đẩy bột lên nè. Đó, mình đẩy bột lên. Đó, đưa bột ra xiên. Oh, that's you. Đó. Đó, rồi bắt đầu nè, bắt đầu mình tán khúc này ra luôn. Mình tán ra luôn, rồi mình bắt đầu mình vuốt ha. Cái cọ này nó cũng sắp tới thời kỳ rồi, cũng muốn thay rồi đó. Đó, mình vuốt luôn, đó. Rồi, tắt khe, rồi bắt đầu mình lấy rồi, mình tắt khe cuticle ha. Đó. Thì cái cô này cũng không có muốn cái e bét nhiều nha mọi người. Tại vì mình lúc mình đắp, mình phải biết ý con khách của mình nha mọi người.
chứ nhiều khi mình đắp cái e-bed á, có một số khách nó không thích nha cả nhà, có một số khách thì lại thích e-bed nail, nên là mình phải biết ý khách đó. Đó rồi mình vuốt bột vô, rồi mình ép sát bột đó thì cái móng nó ra thành là cái ship luôn đó. Em thường em đắp mỏng mỏng vậy thôi chứ em không có đắp dày, tại vì mình đắp theo cái tiệm cho tiệm nail đó. Lâu lắm. Hello Lâm Duy Nghiệp, hello em. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi ha, đi tiếp tục nè. Rồi mình để hoài đến 3-4 giây gì đó thì cho nó bột nó sẽ chín đi ha. Thì mình để ngay khúc đây đó, khúc mà qua khỏi cái nối móng chút xíu. Rồi mình dùng lấy cái cọ luôn nè, nó mình ép bột vô, đưa bột xuống. Đó, lúc này bột thì nó rất là dẻo ha. Đó, mình đưa bột xuống đó. Rồi khúc này bột nó nằm im rồi, thì bây giờ mình lấy nước mình liêm cho cây cọ. Rồi bây giờ nè, mình đập nhẹ nhẹ thôi đó. Đó thì lúc này nó ship ra luôn, bột này lúc này dẻo rồi, thì mình có thể mình đưa bột vô đó. Thì khúc này bột nó nằm khúc đây nhiều quá, mình đẩy lên lại chút xíu đó. Rồi thì sau đó mình dùng lấy nước mình đập cọ lại nhẹ nhàng thôi đó, mình vuốt bằng cái bụng khăn thôi nha, vuốt nhẹ nhàng thôi. Rồi tới đây mình cắt cục bột ha. Hello mọi người ơi, vô 8 này có ai có rảnh không, 8 không? Lâu quá rồi em không có like. Rồi đó, thì em bỏ cái bột ly đây thì nó giờ nó tạo cái effect nha ha. Hello anh Bảo Hòa, thầy khỏe không? Dạ em khỏe. Hello Thắng Hồ, hello Việt Lơi, quá ok thầy ơi. Cảm ơn Nghiệp nha. Có Johnny phải không anh? Hello Johnny Nguyễn. Đúng rồi, cọ này cọ của John đó em ơi. Đó. Cọ của John đó em. Đẹp quá hả? Đó. Tại vì cọ của John nó cái form nó nhỏ, nó lại nó không có bóp cọ rồi. Thì mọi người thấy không, thì em đắp lúc nào em cũng chừa hai bên hai một tí xíu bột, không có đó. Rồi em đi cục thứ hai lên nó dễ hơn, nó không bị dày, giữ cái form nó chuẩn hơn. Đó bây giờ mình ép bột vô nè, mình đẩy bột lên, nhớ coi hai bên hông có bột chưa nha. Rồi bắt đầu nè đó. Rồi tới phần đây nè, rồi mình tán bột luôn, mình dìu bột xuống luôn, rồi mình vuốt luôn đó. Đó rồi bắt đầu mình lấy cái nước mình tắt khe nó. Đó. thì lúc này cái bột nó dẻo luôn rồi, nó giữ cái form luôn. Thì em có cái lớp tháng 5, tháng ít nô, ngày 4, ngày 5, ngày 6 nha. Thì tới lớp thì em sẽ chỉ rõ hơn. Còn trên cái live này thì em chỉ đơn giản thôi, nhiều khi nói nó không có rõ ràng lắm. Đó. Yeah, có dùng đập cũng tơi tái lắm. Đẹp quá. Cảm ơn Thắng Nguyễn. Hello Trey Nguyễn. Hello bố Hùng ơi, Vũ. Hello bố, dạ con dùng đập cũng tê tái lắm. Đó, rồi thì tí xíu mình cho tí xíu lên, rồi mình đẩy mà lên đó. Thì em mọi người thấy rõ không? Em để sát lên cho mọi người đó.
Nói chung là làm nail này ai cũng có bị lỗi hết nha mọi người. Không phải ai cũng làm mà nói mà không có bị lỗi thì không đúng nha. Thật sự ai làm nail cũng bị lỗi. Làm nail phải có ngày này, cái ngày kia. Đó. Chứ mà nói ai cũng làm mà lúc nào cũng hoàn hảo hết thì cái đó là chắc không, mình nghĩ không có đâu. Mình đưa bột xuống luôn. Lúc này nè, mình đưa cái cọ mình nó còn nước á, mình đưa bột xuống, tranh thủ mình đưa xuống khúc này đó. Rồi hiện khúc này nằm im rồi. Thì bắt đầu mình ém hai bên hông này vô nè. Đó, mình ém hai bên hông rồi. Mình đập cái khúc này nè, mình đập khúc này nó mỏng xuống, mình dìu bột xuống. Đó. Đó mọi người thấy không? Đó, hello Kim thì. Đó, rồi giờ ém bột vô. Đó. Hello Phương Lam, chào chị Phương Lam. Đó. Rồi mình ém bột vô. Mọi người thấy bột rất là dẻo không? Đó, vuốt rồi. Thì tới đây mình cắt được bột lên. Cái cọ này mình xài hơn gần một năm rồi nha con. Đây là nó hơi bị tơ rồi, nó đắp móng dài không đó cả nhà ơi. Đó, rồi, màu rất là đẹp không? Nó không có bị lon ha. Rồi. Chào mọi người nha, để coi còn ai khi. Hello mọi người. Rồi, bây giờ tiếp mình đi cục thứ hai nè, em đợi sát nè. Rồi mình để cục thứ hai. 1, 2, 3, kéo nè, mỏng ra. Mình dùng mũi nè. Mình dùng mũi đẩy lên nè, đưa bột lên nè, nhẹ nhàng thôi, đó. Rồi mình tém đẩy bột lên. Đó, mình ép bột vô hai bên hông, vô chính giữa vô rồi, bắt đầu nè. Mình rồi. Mình đưa dìu bột xuống nè ha. Đó. Khúc này mình tán bột ra, mình không có vuốt ha, mình tán bột ra luôn, mình đưa bột xuống luôn. Đó. Rồi, bắt đầu mình đập acrylic. Đó. Mình làm lại cho nó liền lạng lại ha. Đó, rồi, xong. Thì bột rất là mướt nha mọi người. Đó. Rồi, chút nữa mình vũa sơ sơ nữa là xong. Đó. Hello Ngăn Trần, hello. Hello chị Miền, hello anh, thích xem anh làm quá. Thank you chị. Thank you chị Miền Nguyễn. Đó, thì đó, thì cái bột của mình, cái ngón cái của mình đừng có làm cái ngón này dày nhiều quá nha mọi người, nhiều khi dày quá nó cũng không có tốt, cũng vừa vừa thôi, đừng làm. Đó, ok. Rồi, hello Thịnh Vũ, hello Ngăn Trần, rồi bây giờ mình qua đây. Đó. Rồi, thì mọi người thấy không? Thấy cái móng này nó hơi bị xéo nè, nó hơi bị xéo khúc này nè, mọi người thấy không? Bây giờ em sẽ đắp cố, em sẽ đắp đi qua bên đây, qua bên tay trái chút xíu. Thì ra cái móng, để em thay giấy. Rồi. Thì em để đây cho mọi người thấy, để em lấy cái điều lượng bột á, để cho mọi người dễ nhìn hơn. Rồi, thì mình chút xíu mình để ngay khúc này ha. Thì lúc nào mình đi đắp cục thứ hai, mình đắp tới qua khỏi cái nối móng chút xíu nha, khúc này ha. Rồi, bây giờ. Rồi mọi người đẩy ngay khúc này ha. Đó, rồi mọi người kéo xuống. Đó, thì lúc này bột nó dẻo, nó nằm im rồi nè, đó.
đó, cứ nhẹ 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 thôi đó. Mọi người thấy bột rất là dẻo, nó không có bị chảy ha. Đó. Đó. Rồi thì bây giờ bột nó đã nằm im rồi thì mình chùi cái cây cọ, rồi mình đập, mình đưa, mình vuốt bột xuống, mình đều bột xuống đó, thì mình tém bột vô chính giữa. Con khách này là khoảng 30 phút chạy là chạy tới mình đó, đó. Rồi mình đã ép bột vô rồi, thì khúc này bột nó còn ướt á mọi người, mình giữ nó một nhịp ha, đừng có vuốt liền, nếu mình vuốt liền nó sẽ bị mắc bột đó. Rồi mọi người hạ cái cây cọ này xuống mà mọi người vuốt, vuốt phới phới thôi, vuốt nhẹ thôi đó. Thì mình vuốt rồi, bây giờ mình tới đây mình cắt cục bột ha. Rồi đó, ép bột vô rồi thì nó ra cái ship luôn mọi người thấy không đó. Đó, hello mọi người nha, hello chị Phương Lan Kim Thì, hello. Rồi bây giờ mình đi cục thứ hai nè đó. Thì mọi người thường á, cái tay khách của dầu á, nó ưa bị dầu thì mình cho tí xíu nước lý quỳt cục này đó. Đa số tay khách nó bị dầu á, nên là mình cho tí xíu đây đó. Rồi bây giờ mình đi ha. Rồi mình để đến đây đó. Rồi mình ép bột vô nè, mình đẩy bột lên nè đó, mình đẩy bột lên coi hai bên hông có bột đầy đủ hết chưa đó, mình giữ nó đó. Rồi bây giờ mình lấy nước nè đó, mình tém bột vô đó, mình đưa bột xuống luôn. Thì khúc này mình tán bột ra, đừng có vuốt ha, tán bột ra. Đó, bây giờ mình vuốt nè, nó mỏng đi mình mới vuốt. Rồi bây giờ mình lên hai bên hông vô. Đó, mình dùng muỗng lên vô nha cả nhà. Bên đây cũng vậy ha. Rồi. Thì mình cảm thấy mà nếu mà nó thiếu bột tí xíu đây, mình cho tí xíu màu lên. Hello Nam Nguyễn, hello. Hello Phương Hằng, hello Phích Nguyên. Rồi bây giờ mình cho tí xíu đây, tí xíu ngay khúc này để mình vuỗ nó không có bị bay cái màu. Nhiều khi sometimes mình bột màu đỏ đó. Đó, bột rất là mướt không. Rồi đó, mình vuốt đi. Đập cuticle mỏng lại. Đó. Rồi. Rồi bây giờ qua. Rồi mình cho tí xíu nước lên đây ha. Rồi ai muốn học đăng ký lớp tháng 6 này liên hệ mình nha. Một đó. Đó. Rồi ép bột vô ha, mình có cái lớp cái tháng 6 này nè cả nhà ơi. Đó. Ai chưa biết về bột, ai chưa hiểu về bột, muốn nâng cao tay nghề thì inbox mình nha. Rồi bây giờ nè, đó mình ép bột vô hai bên hông vô, làm ép bột hai bên hông vô. Đó. Rồi giờ mình đập, mình vuốt bột xuống
giữ bột nó một nhịp. Khúc này nó bột nó càng ngày còn ướt á. Hello Thiên Trần, hello Tony Thống, hello mọi người nha. Ok rồi, bắt đầu mình vuốt nè. Vuốt này bột nó đã dẻo rồi thì mình vuốt xuống đó, mình vuốt bột xuống. Cái cọ này nó, cái lông nó rất là cứng nha, nên là chiên về đắp cái móng dài á. Rồi mình vuốt lại, mình vuốt lại cho nó mịn ha. Đó, thì mình đắp, cố gắng mình đắp mình thành ra cái shape luôn, gọn gàng luôn, không phải cần mình vuỗ nhiều nữa. Rồi. Hello Buôn, hello mọi người nha. Hello Buôn, Buôn xa xa Buôn. Tên dài quá nên đọc. Rồi. Rồi bây giờ mình đi cục thứ hai ha. Cho tí xíu đây. Rồi mình bỏ khúc này. Kéo mỏng ra. Đẩy bột lên. Nhớ mình đẩy bột lên ha. Đẩy khúc này lên nhiều lên chút xíu. Tại vì cái màu đỏ nhiều khi mình đẩy đưa bột lên ít quá nó, mình dễ vũ bị bay màu á. Nhất là cái màu đậm. Rồi mình lấy cái cọ, mình lấy nước nè. Đó, rồi mình đưa bột xuống luôn đó, mình đưa bột xuống luôn hai mọi người ha. Đó, không có dư tí xíu miếng bột nào hết. Đó, rồi bây giờ mình vuốt hai bên hông critical ha. Đó, thì mình đắp, mình tạo cái e-bed nail á, tạo vừa vừa thôi, tại vì mình làm cho tiệm nail salon á nên không cần phải dày nhiều nhé, dày quá khách nó không thích. Đó, thì ra cái xước thẳng vậy luôn. Hello Jimmy Nguyễn, hello Jimmy Huỳnh, hello anh. Rồi rồi bây giờ mình đi qua tay này ha. Giờ này anh đâu mất tiêu hết không, ai rảnh vô tám ta. Rồi cái ngón này nó hơi bự xíu thì mình đắp hơi, lấy bột nhiều chút xíu. Đấy, đó. Rồi mình ép bột vô nè. Mình ép bột vô nè, đó. Mình ép bột vô, mình làm từ từ thôi ha. Đó, rồi bây giờ mình vuốt bột xuống. Mình ép bột vô chính giữa nè. Đó, đẩy bột lên. Mình nhớ vuốt nhẹ thôi, nếu mình mạnh tay quá, mình dùng lực mạnh tay quá thì nó là nó bị hỏng. Hỏng khúc bột nha. Hello, hello Kenny Nguyễn, hello Huyền Võ. Rồi đưa bột xuống đó, thì bột lúc này rất là dẻo nha. Đó mọi người ha, nhẹ nhàng đơn giản. Chị thấy em đắp là vừa đủ bột luôn, không có còn đó, vừa đủ bột luôn. Nhớ à. Rồi xong luôn ha, mà không có bị đó. Rồi
Rồi bây giờ mình đi cục thứ hai. Ép bột ha, ép bột vô, rồi mình làm tròn cuticle. Đó, mình đưa bột hai bên hông ra, mình đưa bột đẩy bột hai bên hông ra, đó. Đó, khúc này mà bột nó bị dính cọ nè, mình chùi lấy nước. Đó, mình làm nhẹ nhẹ thôi, đập nó nhẹ thôi. Đó, mình vuốt luôn, đó, tới đây mình vuốt luôn. Đó. Thì khúc này đó, mình tán bột này ra, tán bột rồi mình đưa bột xuống, không có lãng phí bột ha. Đó. Rồi mình chùi cái còn mình lên hai bên hông lại. Đó, cho nó sạch sẽ. Rồi. Thì lúc này mình chắc khe cuticle lại. Đó. Cho nó cuticle cho nó đẹp lại. Đó. Đó mình làm mỏng mỏng vậy thôi ha. Hello anh Nguyên, hello anh, thầy làm đẹp thế nha. Hello anh Nhật, hello anh Tony, khỏe không anh? Hôm giờ anh có đi làm show đâu nữa mà anh? Em bận quá, chưa được nhậu với anh nữa. Thấy anh làm show quá trời luôn, toàn là ca sĩ không. Rồi, rồi bây giờ mình lên tiếp cục ha. Đó. Đó, cho mọi người thấy em lấy bột nè, để cho mọi người cảm nhận được cái bột đó. Đó, mọi người giữ nó ha. Đó, thì bột lúc này nó rất là dẻo luôn đó, mình ép bột vô. Đó, mọi người đập nhẹ thôi đó, nhẹ nhàng thôi, đưa bột xuống đó, mình đưa bột xuống. Đó, mình đưa bột xuống, đó, rồi. Bắt đầu mình chùi cây cọ, mình lấy nước. Đó, mình vuốt xuống nè. Đó, mình vuốt xuống. Đó, mình tém bột, khúc này bột nó còn ướt, nên là mình đừng có vuốt liền, giữ nó một nhịp đó. Đó, mình chậm nó cho ngay lại. Nếu mình vuốt xuống thì nó bị sẽ thiếu bột. Đó. Hello Tiết Anh, hello Trinh Phương. Đó. Rồi. Mọi người thấy có rõ không mọi người? Rồi, đó, bây giờ mình vuốt nè. Thì mình vuốt xuống đây nó thành cái shape luôn ha. Đó. Vừa đủ bột luôn ha cả nhà ha. Hello anh Miên ơi. Rồi bây giờ mình vuốt vô. Thì nó móng ra thành cái shape luôn ha coi nè. Đó bây giờ. Rồi bây giờ mình đi cục thứ hai nha. Hello Hằng Nguyễn, hello mọi người nha. Rồi, mình tí xíu đây ha. Rồi, mình để trên đây. Mình đưa bột lên. Dùng mũi nè, mình đẩy bột lên nè. Đó, mình đưa bột lên cuticle. Rồi, mình đưa bột cuticle. Rồi, hai bên hông có bột chưa? Đó. Đó, hai bên hông đó, ok. Rồi, thì khúc này mình lấy nước. Rồi, mình chắc khe nó. Đó, rồi mình vuốt luôn ha. Đó. Đó, mình tán bột ra, đó, mình vuốt luôn. Đó, vừa đủ bột luôn cả nhà ha. Đó. Mình chỉ làm nhẹ nhẹ vậy thôi, không có cần phải
Rồi bây giờ mình làm cuticle lại. Đó, mình làm cuticle mỏng lại. Đó, lúc này bột nó dẻo rồi, mình làm mỏng cuticle lại. Rồi thì nó chỉ như vậy thôi ha, mình không cần phải đắp dày nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục rồi mình để ngay khúc đây trên khoảng nối móng kéo bột xuống, ém bột vô. Mình ém bột vô đó, đưa bột xuống đó, mình đưa bột xuống ém bột vô. Rồi khúc này mình chùi cái cọ đó, mình ém bột xuống ha. Rồi mình vuốt bột này xuống. Hello, hello cà chua, hello mọi người. Ok, rồi mình vuốt bột xuống. Đó. Rồi mình cắt cái cục bột. Rồi mình vuốt lại ha, mình đưa bột xuống cho nó mỏng lại. Rồi chắc khe hai bên hông lại coi nó ra cái ship cho nó gọn ha. Đó. Đó, rồi mình vuốt ha, vuốt bột xuống. Rồi bây giờ mình bắt cuộc đi, mình đi cái cục thứ hai ha. Đó, mình đi cục thứ hai, mình ép bột á. Rồi mình để khúc này. Đó, mình kéo bột xuống, mình đẩy bột lên, mình thấy bột lên. Mình thấy bột lên đó, đẩy bột lên rồi đó. Coi hai bên hông có bột chưa. Đó. Đó. Rồi thì khúc này mình lấy nước ha. Rồi mình lại nhẹ thôi đó. Mình làm cho khe cuticle ha. Rồi bắt đầu hai bên hông mình vuốt luôn nè. Đó, mình tán bột mình vuốt luôn. Đó, mình vuốt luôn đó. Vừa đủ bột luôn. Đó. Mình chắc khe cuticle lại. Đó, mọi người thấy rõ không mọi người? Đó, rồi bây giờ đã đủ rồi ha. Rồi bây giờ xong. Rồi mình riêng cái cỏ lại, mình riêng cái cỏ. Đó, mình chùi cái cỏ lại, mình kiểm tra lại cái cỏ để chút xíu. Con thứ hai mình đắp nó không có bị cứng cái cỏ ha. Rồi đó, bây giờ nè, rồi bây giờ bắt đầu là mình dũa ha. Rồi thì khúc này mình dũa nè, để em để xài.
Oh, sorry. Rồi thấy rõ không? Rồi thì khúc này là mình đã cái ship nó, cái móng nó đã ship đạt chuẩn rồi, mình chỉ vuỗ sơ sơ lại thôi. Thì mình vuỗ bên đây, mình ép sát vô ha. Rồi bên đây mình cũng vậy, nhớ ba ngón tay mình chịu lại, ép sát vô. Đó. Rồi sẵn cái vũa mình mài cái mặt móng luôn. Đó. Mình mài cái mặt móng luôn. Đó. Mọi người thấy không? Rồi. Thì cái mặt móng nó đã thẳng rồi. Đã thẳng rồi. Bây giờ mình chỉ lim nó dưới đây nữa thôi. Mình lim nó dưới cho nó bén ha. Cho nó sắc. Cho nó sạch sẽ. Rồi mình vuỗ đầu móng luôn. Đó, thế là xong ha. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi mình chỉ vuỗ như vậy nữa là vuỗ là xong. Chào. Rồi bắt đầu bên đây mình ép sát vô. Rồi bên đây cũng vậy luôn ha, mình ép sát vô. Hello, hello. Hello Danny, hello thầy Vũ. Thầy Vũ khỏe không? Đó. Rồi mình ép sát luôn, mình vũa. Rồi sẵn đây mình vũa cái mặt móng luôn. Rồi. Rồi xong. Bây giờ mặt móng nó đã xong rồi ha. Rồi bây giờ mình chỉ lim dưới đây. Nhớ mình phải nhớ lim ở dưới đây cho nó sạch nha mọi người, cho nó bén nha. Đó. Đó. Rồi thì xếp thành ra rồi, bây giờ vuỗ đầu móng luôn. Đó, rồi xong nhẹ nhé, ba nút nhẹ dễ dàng. Hello mọi người nha. Đó, mình ép sát vô nè, em chỉ mọi người mình ép được. Rồi mình ép sát vô, mình dùng cái cây vuột nhẹ hạ vô nè, nhẹ vô. Đó, ép sát luôn. Rồi mình dùng cái vũ mình làm vào trên mặt móng luôn. Rồi chút xíu mình chỉ vũ kilco nữa là xong. Mình nhớ giật xuống nha, đừng có giật lên tay của khách nha mọi người. Hello Nít, hello Nguyễn Cường Phạm, hello Nít. Rồi hello Tiết Minh, hello Trường Phương, hello mọi người. Nãy giờ mình lo vũ mình không có để ý, hoặc thấy mọi người vô xem nha. Cho mình say hi mọi người nha. Rồi mình lim dưới móng đây nè, mọi người thấy không nha, mình lim nha, luồn dưới đây. Mình luồn để mình lim là mình lim cái gầm móng dưới đây nè mọi người. Đó, nè thấy không? Mình lim cái gầm móng cho nó sạch nha. Nhiều khi bao cái bột nó nằm dưới đây nè, cái sớ nó nằm ở dưới cái móng da của tay khách á, nên là khách nó về nó cảm giác nó hơi khó chịu. Đó, nên là mình phải làm cho lim nó sạch hơn không. Đó thì em cái cô này đắp chỉ thích đắp mỏng mỏng vậy thôi ha, cũng muốn cái e-bed neo nhưng mà họ không có muốn cái e-bed mà nó dày lắm đó, nên là em chỉ đắp mỏng mỏng vậy thôi. Rồi lâu lắm em mới làm cái shape cup này. Rồi bây giờ bắt đầu bên đây ép vô. Sẵn cái cây vũa mình bo luôn. Đó, mình bo, mình vũa cái mặt móng luôn. Đó, để cho mặt móng cho đẹp. Rồi, mình ép sát vô. Rồi, bắt đầu mình lim nè. Mình lim hai bên hông ở dưới gầm móng nè. Hello Long Lê,
Lê Vân, hello Sơn Mai Vân, hello Anna Nguyễn, hello Thanh Thông Nguyễn. Chào mọi người nha. Em có lớp cái tháng là cái tháng 6 này nha, ngày 4, ngày 5, 6, lớp gồm có 3 ngày. Đó. Nè, rồi mình liếm móng thì đắp đắp mỏng mà vẫn có tạo cái bed nail được nha mọi nhà. Không phải cần nhất thiết phải dày mà phải tạo cái bed nail đâu. Rồi. Đó thì thích cái móng kiểu. Hello Trần Việt, hello Ngọc Nhanh, hello cả nhà nha, hello mọi người. Đó, rồi mình hạ, mình ép dũi vô đây, đó. Lúc nào mình cũng phải ép này vô, để vì sao hai bên đây à? Là nó bo vô ha, nó không có bị mặt nha. Đó. Cả nhà coi thấy rõ không? Đó, mình bôi vô ha. Dạo này mình bị mất tương tác quá mọi người ơi, lâu rồi không có like á, mất tương tác quá rồi. Hello Tina Lê, rồi thì mình lim ở dưới đây ha. Đó. Nhớ nha mọi người, phải lim dưới đây. Rồi mình dũa luôn, dũa đầu luôn. Rồi mình qua tay khác. Này, em dũa nhẹ nhẹ từ từ cho mọi người ha. Hello mọi người ơi. Em sơn màu gì á Kitty? Em làm màu gì á? Hello Cao Trị Nguyên, hello Tina Lơi, hello Ngọc Nhân nha. Nhớ mình ép sát cái dũa vô. Đó, bên đây mình ép sát cái dũa vô. Đó. Cô giờ này cô chưa ngủ hả cô? Thì mình cố gắng mình đắp làm sao mà cho nó giữ cái form,
mình đắp sau giữa cái phơm á để mình dũa nó đỡ. Còn mấy anh chị mình đắp mà mất cái phơm đi á thì mình dũa nó hơi lâu nha. Giỏi quá, cảm ơn cô. Có gì đâu mà giỏi cô. Bé Thảo nó mới giỏi đó cô ơi. Để mình sẵn cái vũ mình làm màu luôn. Rồi sẵn mình vũ đầu móng luôn. Rồi xong. Thì em có cái lớp là tháng 6 nha mọi người. Ai cần thì inbox cho em nha. Em có cái lớp tháng 6 này mọi người. 3 ngày, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Nếu mà em có đặc biệt ưu đãi cho học viên á, mà muốn học thêm một ngày nữa em là em sẽ dạy cho thêm một ngày nữa, bất cứ ngày nào cũng được, không phải cần nhất thiết ha. Thì chị em cho em biết một ngày thôi, miễn sao có học cái lớp đó của em là được học thêm một ngày nha. Hello anh Tiến ơi, Hoàng Nhi Danh. Rồi rồi bây giờ phần mình vũ ha. Thì mọi người thấy cái độc lúc nào vũ mọi người cũng đợi xa ra chút xíu đó. Rồi rồi thì mọi người vũ nè, anh chị cách mọi người vũ ha, mọi người đợi xa cái này ra. Rồi thì mọi người rồi mọi người banh này ra, banh nó thật là đó, là mọi người vũ ha. Để mình đi đi nhẹ nhẹ thôi, mình chỉ vũ sơ sơ thôi, vũ cho cái cuticle nó mỏng lại thì cái mặt móng mình nó đã ok rồi. Đó. Đó. Đó mọi người ha, đó mình vũ mặt móng là xong rồi. Rồi mình rồi xong, nó tại vì mình đã vũ ok rồi đó mọi người, mình đã đắp đẹp rồi, mình không cần vũ nhiều. Hello Việt Đức chào. Rồi cuticle cho nó mỏng lại. Chào Chính Lời, hello Võ Thí Hằng, hello Thế Bảo, tên nghe đẹp quá vậy, Thế Bảo. Rồi vô ha, nó vuốt vô. Xong
Hello Phạm Trang. Hello Phạm Trang. Rồi, vũa sơ 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 sơ. Mình vũa phớt phớt thôi nha con nha. Không cần thôi. Mình vũa phớt phớt thôi. Rồi mình bo này, mình chạy cái đi cò ha. Rồi xong, bỏ bên tay này. Không hề dễ chút nào. Và cái gì nó cũng khó lúc đầu thôi, thôi cô chứ về cái về sau này nó dễ lắm cô ơi, tại vì ngành nail này ai làm cũng được, mấy lớp trẻ, lớp bạn, cái lớp mấy đứa lớp sau này giờ ai cũng làm đẹp hết đó cô. Hello Hiêu Hiền, hello mọi người nha. Nail giờ này vắng quá cả nhà ơi. Hello Minh Nguyễn, Minh Vũ. Hello mọi người nha. Chào anh Tinh Vũ. Hello anh Tinh Vũ. Sorry mọi người nha, em vừa like em vừa chào mọi người không được nha. Rồi xong, bây giờ mình chỉ lên ở dưới móng mà thôi. Hello Kiều Nguyễn. Một cái nhà mọi người rồi mình gọi cái tay lên mình liên ở dưới móng ha, coi cái móng lâu lâu mình đắp bột á, nhiều khi bột nó chảy hay bên hông nè, mình liên cho sạch cái móng cho nó. Nhiều bạn mới coi nên là không biết. Rồi, rồi sẵn đây thì mình dùng cái này là mình đi lim cái đầu silicon luôn cho nó sạch ha.
sẵn đây mình liêm cái khi cái cổ cái đầu luôn cho nó sạch, như khi bên trong á mình vuốt nó không vô á, cái khi cái cổ nó đẹp. Mai Thịnh, Mai Thị Kim, rồi mình liêm lại ha. Hello Vi, nay em có đi học không Vi? Rồi mình đi lại chi tiết còn ha, cho nó sạch, nhiều khi ở trong đây là lâu lâu bột nó dính á, mình đi cho nó sạch lại. Rồi gạt tay ra mình liêm ở dưới móng luôn. Hello mọi người nha. Rồi bây giờ mình vuốt lại. Chào Nguyễn Văn Ngọc. Đó. Cái này thấy mình liêm hai dưới móng cho nó, rồi xong mình vuốt đầu móng luôn. Mình cố gắng vuốt đầu móng sao cho nó thẳng móng nha. Đó, mình vuốt luôn. Cái móng này là ok ha, con móng này mình kiểm tra lại coi con móng nào dài ha. Rồi, thì móng nó đã thẳng hết rồi. Rồi, cái len thì đều hết rồi ha, cái này ha. Rồi. Bây giờ xong, mình kiểm tra lại. Hello, hello bác Nguyễn, hello cô bác. Hello Ma Thị, Ma Thị Kim. Rồi, cái nhà vô tay. Cái thứ hai ha, rồi. Mình cũng liêm dưới đây luôn ha, liêm dưới móng lại. Mấy cái màu này á mọi người nên đắp cái bột ly ở dưới nha, tại vì cái màu đỏ nó dễ đừng ăn vô cái móng tay của khách thiệt của người ta á, nên là nó bị màu đỏ nên là khách nhìn nó lúc mà mình tháo là nó bị dính vô tay của người ta, nhìn thấy nó không được đẹp.
Hello anh Giáp. Hello anh Giáp. Khỏe không anh Giáp? Rồi mình kiểm tra đầu móng thẳng chưa? Lâu quá là không gặp anh Giáp. Giờ này anh đi tu đâu vậy anh Giáp? Rồi thì bây giờ khúc này mình bóp phờ ha. Thì mình bóp phờ mình cũng giống cái tư thế mình cầm cái dũa gì đó, mình bóp phờ vô là vô người mình đó. Hello chú Kỳ khỏe không? Đó, mình bóp vào ha. Hôm nay neo giang ới quá, nên phải live stream chơi. Hello chàng Linh. Hôm nay đi làm hay nghỉ là hay là hôm nay ớt. Rồi. Xong. Quang quá khỏe luôn chú Kỳ ơi, nhưng mà hơi mệt, mấy giờ mệt quá chú Kỳ ơi. Mấy giờ có lớp á, có một quanh một một á, nên là dậy nó hơi vừa dậy mà vừa làm nữa. Hi Sương Lời, hello Tuấn Vũ, hello Đáy Mắt Trầm Sương, hello Nhân Nguyễn. Tại vì hôm nay có mấy người bạn vô và là vô xem á, thì có mấy các bạn mới nên mình không có biết tên, nên là mình chào mọi người nha. Rồi, thì bây giờ mình bỏ thuốc kết nữa là xong. Hai Xương Lơi. Rồi, thì cái miếng giấy này mình cuốn lại luôn. Sao chú kia nói vậy, mệt làm sao? Trời ơi, neo vắng quá trời nè, không thấy ha. Rồi. Rồi bây giờ mình bỏ thuốc cốt ha. Rồi, thì mình xài cái thuốc cốt của em đi nha cả nhà. Hello Trần Nguyên, hello Nguyễn Di. Đó, lại bỏ thuốc cốt rồi ha. Thank you.
mình nhớ vuốt em vuốt hai bên hông vô. Nhiều người muốn mà chú Ki ghẹo hoài, chú Ki ơi. Nói hôm nào để đi ăn với lại chú Ki mà cũng chưa được đi nữa rồi. Rồi. Rồi, em bỏ vô ha. Em sơn thì ba ngón em bỏ vô. Thuốc cấp rồi ha, thuốc cấp rất là bóng nha, mình chỉ bỏ một lớp thuốc cấp thôi. Rồi, mình bỏ vô đèn ha. Hello Linda Liên, hello Trần Nguyên, hello Anh Hồ, hello Phan Jin Hong. Rồi, đèn vô. Hello Thịt Thủy Ma Trần. Rồi xong. Rồi. Thế đã là giờ xong nha cả nhà. Rồi thì mình vuỗ lại sơ coi cái shape mà nó ok hết chưa. Coi dùng vuỗ lại shape nó thẳng ngang nắp hết chưa nha. Rồi mình mới cho khách đi rửa tay tính tiền. Nó chưa khô nè. Cái ngón cái thường dễ bị cho mình tí nữa. Rồi, ok.
món này cũng chưa muốn khô nữa. Rồi xong. Thì em có cái lớp tháng 6 này nha cả nhà. Nên là mọi người có ai muốn nâng cao tay nghề, muốn đắp bột chuẩn, vũ phơm chuẩn, thì mình đăng ký cái lớp này nha mọi người. Cho khách đi rửa tay. Rồi cho mình cho miếng dầu ha. Rồi mình đi rửa tay đi mà. Rồi xin chào mọi người nha.